giờ mình hối hận rồi, mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa, mình sẽ không bao giờ nghiện rượu nữa, lúc nào thèm thì mình uống thôi. Mày Thanh ơi, mày bảo bố đẻ mày đưa tao, đưa mày về với tao đi. Thật chứ, nói thật là uống rượu được cái gì? Uống rượu chỉ mang lại nỗi sầu trong cái cuộc sống gia đình thôi. Mình uống rượu vui thôi mà vợ nó không hiểu, nó tưởng mình nát. Mình nát là nát có tổ chức chứ có phải nát bình thường đâu. Nát lung tung nó mới nói mình chứ. Xin phép thử gọi xem có thuê bao khi khách liên lạc được hay không. Anh ô ho nắng. Ờ bà mày thấy nhà ho ho bỏ ra đấy nè. Béo gì? Ôi ho thường lắm đấy. Và kính thưa tất cả quý vị kính mến, liên tục thì ngay sau đây chúng ta cùng quay trở lại với AITV. AITV lần này lên sân khấu quý vị nha, không phải là để hát, mà AHI hôm nay sẽ diễn một tiểu phẩm. Tất cả quý vị cùng một đón xem không ạ? Có không ạ? Có, tại sao hô thật lớn và cho một tràng tay thật lớn được nữa đi ạ. Và ngay sau đây thì AHI sẽ quay lên sân khấu, trở lên sân khấu để diễn một tiểu phẩm với quý vị được mang tên Bỏ Rượu Đi Mà Làm Người. Và ngay sau đây quý vị cùng chào đón sự quay trở lại của AHI. Và đặc biệt hơn nữa là có sự hiện diện của Mẩy Thanh là vợ của AHI nữa. Chính vậy quý vị cùng chào đón AHI và Mẩy Thanh bằng những tràng vỗ tay thật lớn đi quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng mời AHI. Lời đầu tiên thì cho phép Mẩy Thanh xin gửi tới toàn thể cô dì chú bác cùng toàn thể các anh chị ở trong hội hôm nay là một sức khỏe thật tốt và một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh Hi ơi, đấy cái Mẩy Thanh đang diễn đấy. Anh Hi dậy đi nhanh lên, hôm nay là đám cưới nhà anh chị ngọ nụ rồi. Dậy đi, vợ chồng mình còn phải đi lên làm giúp đấy. Anh Hi ơi, dậy đi, muộn rồi đấy. Dân là hàng xóm người ta đến làm giúp ầm ầm rồi cái kìa, mà rõ ràng là mình là em đấy. Giờ này còn chưa dậy thì bao giờ cho lên được. Mày bật cười thật, tao đang tuổi ăn tuổi ngủ mà cứ khỏe, chết thôi. Bố tao để cha, tao cũng chỉ muốn tao là ăn thật tốt, ngủ thật ngoan mà mày. Tao đang tuổi ăn tuổi ngủ mày cứ quậy tao thế là thế nào? Sáng sớm, Mẩy Thanh thấy ai đi ra khỏi nhà lúc nào đâu mà sao giờ lại đi từ cổng về, lại bị sạc hồng xiêm chín rồi. Hồng xiêm đâu mà hồng xiêm, cái món nước nói của anh em nó mời tao đi ăn sáng, đưa con đi là bây giờ bảo vệ sớm. Là giờ là mới 1 giờ chiều ta về thì đã đúng giờ còn gì nữa. Đã giận ai hi rồi. Là cả đời anh chị mới cưới cháu một lần, mình anh em ở trong nhà thì phải có tí trách nhiệm chứ. Bình thường ai hi say rượu thì Mẩy Thanh nói ai cưới ai lấy vợ. Hay nhỉ, con trai nhà anh chị lấy vợ mà ai hi quên à? Anh gì nhỉ? Bên nhà thì vợ đấy nhỉ? Cu Mạnh đấy. Cu Mạnh, con nhỏ, anh gì nhỉ? Thì con nhà anh Ngọ. Đùa, chán ai thật đấy. Mày chính nào, đấy là đành ngoại. Nhưng mà thì mày đi chứ. Tao chỉ, việc chỉ tao phải đi. Ai nói thế mà nghe được à? Bây giờ người ta đã nói là tứ thân phụ mẫu, mà bây giờ phải đối nội đối ngoại như nhau chứ. Thời buổi nào rồi mà ai còn phân biệt nội ngoại như thế? Bố mẹ vợ không đẻ ra tao nha. Tao nói thế nha, chỉ có bố mẹ đẻ tao mới đẻ ra tao thôi. Ai nói thế mà nghe được à? Bây giờ ai đừng có cậy là ở nhà mình thích ăn gì nói gì cũng được. Ai phải đặt cương vị là bây giờ Mẩy Thanh làm dâu thì cả đời Mẩy Thanh là dâu nhà ai rồi, thì chỉ lo công việc nhà ai thôi à? Thế còn bên ngoại thì ai mà kệ Mẩy Thanh à?
tao cũng lo, nhưng mà để tao lo từ từ chứ. Bây giờ tao đang chay rượu rồi, tao lo thế nào được, mày lên đấy mà lo. Anh Hi nói thế thì cùn quá. Cùn cái gì mày, ví tao như cái chổi à, mày quét đi quét lại suốt rồi mày chứ nó chả cùn. Cái con này mày, nếu mà mày thấy vất vả quá thì tao, bao giờ tao có điều kiện tao cưới thêm một đứa nó về nó trợ giúp công việc cho mày, cho mày đỡ phải vất vả được chưa? Không phải nghĩ, mày không phải nghĩ, tao là thằng đàn ông là trụ cột gia đình. Tao chay rượu, tao thích ngủ chuồng lợn là việc của tao nghe. Tao thích ngủ chuồng chó cũng việc của tao nghe. Mày đừng có cản tao thế. Ai Hi á, mở mồm ra lúc nào cũng dọa. Nhà tao, đất tao, lúc nào cũng dọa. Dạ mày về nơi sản xuất. Nói thật với Ai Hi nhá, mười mấy năm nay mày thanh lý Ai Hi là chịu đựng hết nổi rồi đấy. Nếu như không nghĩ về ông bà ngoại, nghĩ về các con á, thì mày thanh tự về nơi sản xuất, không cần Ai Hi đuổi đâu. Mày cứ nói phét, mày bảo chịu tao cái gì. Mày chịu tao có hai lần, được giống có một lần thôi. Còn mấy lần trước là không được nhá, tao nói thế. Mày cứ nói phét, nói phải đúng mà. Ai Hi đừng có đánh trống lảng nữa. Bây giờ gần 40 tuổi đầu rồi, ăn nói nó cũng phải chững chạc đi. Tao là trụ cột gia đình. Tao chỉ nói với mày là tao không bao giờ nát. Mà nát có tổ chức chứ không phải nát linh tinh nha. Nát là có hội đồng, nát tử tế nha. Có anh em làm chứng nha. Mỗi thằng uống 5 chén, thằng nào không uống là 5 chén, phạt luôn 2 chén nữa là 7 chén nha. Mày đừng có oai. Ai Hi lúc nào cũng nghe là nát có tổ chức rồi thì anh em gọi là nối khố với nhau. Nhưng bây giờ ấy, những lúc gia đình khó khăn này, nhiều khi ốm đau bệnh tật này, thì mày lại mấy lần Ai Hi uống rượu với các anh ấy về, say ngã hàn rào đi viện mấy lần đấy. Thì sao các anh không đến lo cho mày thanh đi? Có thể ai đỡ được đồng tiền nào thuốc thang cho Ai Hi đâu. Chỉ khổ vợ khổ con thôi ấy. Mày lại nói tao say là thế nào nhỉ? Tao còn chơi mấy tỷ, tao uống rượu thì uống rượu, nhưng mà tao không bao giờ tao nghiện nha, tao thèm tao mới uống thôi. Mày nói thế là trai quan niệm rồi đó. Cái con này không dùng làm vợ được, mày chỉ để làm nái để cho tao thôi. Nhưng Ai Hi nói thật là cu rượu vào thì không bao giờ mày thanh cãi nhau được với Ai Hi ấy. Nhưng tóm lại là bây giờ Ai Hi có đi đám cưới không để mày thanh còn biết. Đám cưới ở đâu? Ở đăng nhà. Ai Hi đừng nói kiểu giả vờ quen đi. Từ trước đến nay em mày thanh cũng biết là cứ công việc đằng bên ngoại là Ai Hi giả vờ, rồi sau lúc á toàn dùn đẩy cho vợ đi thôi. Nhưng mà Ai Hi phải nghĩ cho mày thanh một tí là đi lên. Rồi thì anh chị tới hỏi này, cô dì chú bác bên ngoại đều hỏi này, chứ tại sao hôm nay chồng mày đông không thấy mặt mũi nó lên. Sao mày ngu thế, mày không biết trả lời à? Bảo chồng cháu say rồi, chồng cháu giờ không uống thêm được nữa, nên gặp các chú các bác lại phải uống nó lại năn nghe thêm. Ai Hi nói thế thì mày thanh không còn lời nào để mà nói nữa ấy. Tóm lại là bây giờ cho Ai Hi quyết, một là chọn rượu, hai là phải nghe lời vợ. Công việc đằng nội cũng như đằng ngoại, đằng ngoại cũng như đằng nội, bây giờ là phải đi lên đấy để làm giúp anh chị ý. Mày để tao tính. Uống rượu mới có được 15 năm nay, mãi mới nghiện được. Bỏ thì phí mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian dồn vào đấy mới nghiện được rượu, giờ bỏ ôi phí lắm. Lấy vợ nó giúp cho mình được cái tinh thần tối ngủ, có cái gọi là cái đồ đồ chơi, xong là ban ngày thì được nó dạy bảo, nó chỉ mi, thế là hòa. Thôi tao bỏ mày, tao chọn tao uống rượu thôi. Cái rượu nó ngấm vào con người tao vô. Đấy. Ai Hi bây giờ còn mắc cả tình cảm đã để so đo tính toán với rượu như thế đúng không? Thế tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay thì rồi thì là tình cảm của bố mẹ vợ, đằng ngoại đối với Ai Hi cũng không cần à? Ai Hi vứt bỏ hết à? Rồi thì các con, bây giờ Ai Hi cũng không nghĩ đến tương lai của nó là để cho bố mình có một người bố gọi là không nghiện rượu à? Để lo tương lai của chúng nó sau này đúng không? Mày định dạy đời tao à? Mày có dám bỏ tao không mày? Mày nói một câu nữa tao về vãi tao ở đấy.
mày có tin không? Thế thì bây giờ mày, mày định thế nào? Mày muốn, muốn tao lên bãi ở hay là tao ở nhà với mày? Mặc kệ ai hi đấy, đấy ngày hôm nay ai hi không đi ăn cỗ thì mày Thanh cũng không đi đâu. Mày không đi thì mày làm xấu mặt tao nha, tao nói thế mày có đi không, đứng dậy đi không? Thì mày Thanh làm xấu mặt ai hi thật đấy, việc gì cứ phải lôi mặt mình ra làm lá chắn. Tao vả cho mày một phát chứ. Cái con này mày tránh tao à, mày dám tránh tao à? Tao đánh mày, mày dám tránh à? Mày có im đấy để tao đánh cho một phát không? Ai hi nhá, mày... ai hi toàn bạo lực gia đình thôi. Lần nào uống rượu về cũng lôi vợ con ra để đánh để chửi. Nhưng mà lần này mày Thanh quyết không cho ai hi đánh đâu. Mày cứ để im tao đánh một cái cho nó hả cái tấm lòng thằng chồng xem. Mày vơ vẩn. Ai đánh mày Thanh rồi à? Mà nói thật sự là mày Thanh chịu hết nổi rồi nhá. Mấy lâu nay, mười mấy năm nay ngày nào ai uống rượu về cũng đánh. Ngày hôm nay mày Thanh không chịu được nữa. Mày mặc kệ ai đánh. Mày bỏ đi à? Mày bỏ đi mày để cái trò chơi ở nhà chứ? Con ta lại mày đi thuê trò chơi mất tốn tiền lắm. Trong một thời gian quay trở lại cái thằng Ai Hi, xem nó nghĩ lại như thế nào cái cuộc sống của nó khi ngập tràn trong rượu. Ôi giang ơi, cái mày Thanh nó bỏ đi rồi, nó mang cái trò chơi của mình đi rồi. Trong cái gió lạnh của mùa đông này chuyển mùa sang cái mùa xuân này, mình nằm du du ở nhà chả có gì mà chơi. Chứ muốn chơi cái gì lại phải đi thuê, tiền đâu, làm thế nào cơ? Cái mình ơi, gọi cái mày Thanh nó về cho cái không con mình. Bây giờ mình hối hận rồi, mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Mình sẽ không bao giờ nghiện rượu nữa, lúc nào xem thì mình uống thôi. Mày Thanh ơi, mày bảo bố để mày đưa tao, đưa mày về với tao đi. Thật chữ nói thật là uống rượu được cái gì? Uống rượu chỉ mang lại nỗi sầu trong cái cuộc sống gia đình thôi. Mình uống rượu vui thôi mà vợ nó không hiểu, nó tưởng mình nát. Mình nát là nát có tổ chức chứ có phải nát bình thường đâu. Nát lung tung nó mới nói mình chứ. Xin phép thì gọi xem có thuê bao cái khách liên lạc được hay không. Anh nhô ho nắng. Ơ bơ à, mày Thanh à, ho ho bỏ ra ra nắng béo gì? Ôi ho thơm lắm đấy, cá chứ nó ho khỏe lắm. Là việc là ăn việc đó quên phải ho ấy. Cái gì tao nói là tao bỏ rượu rồi mà sao mày vẫn không chịu về với tao à? Mày có về không? Ok bạn, được rồi nha. Tao đợi mày đúng 15 phút thôi. Nếu mà mày không về được thì tao tuyển con khác đấy. Thật mày. Sao mày mày không lên? Nhắc khéo ai hi là quên cái đoạn tự tử ấy. Ừ, quên nè.
con vợ nó không về được rồi. Mày đi mà chết đi ai hiểu. Mày nhảy xuống sông đi. Ôi, dẹp thế. Mày bỏ được tao, bỏ được hả? Lại tao. Không, treo cổ thì nhẹn cổ chết toang. Không dùng được. Mà bây giờ mình chết thì để làm gì nhỉ? Ô, chết để béo chó à? Không, không, không chết được ai ơi. Mày không chết được, mày bỏ rượu đi mà làm người. Tí nữa con vợ mày nó thấy mày tỉnh táo ngon lành là nó lại về với mày thôi. Mày bỏ cái mặt hạp đi. Sau một thời gian quay lại, Ai Hi trở lại với trạng thái bình thường, bỏ được rượu. Rồi thì cuộc sống làm lũ vất vả, nhưng người vợ cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình là như thế nào, là đó là hai trái tim vàng và một mái nhà nhà bằng. Dạ vâng ạ. Và ngay sau đây sẽ sự xuất hiện trở lại của Mai Thanh trở về với gia đình hạnh phúc gia đình. Chẳng nghe mình bỏ rượu mấy rồi mà bao nhiêu lần này mày tên nó không theo dõi là thằng chồng nó nát rượu nó biết hối cải rồi à. Ai Hi ơi, hàng về, Ai Hi ơi, tao có mơ không nhỉ? Chả có nhé, chả có nghe con mày Thanh nó thấy chán đợi thằng nghiện rượu là nó đi tự tử về giờ nó lại báo mộng à? Sao Ai Hi tự tát mình đau thế? Có phải Mẩy Thanh mày về với tao không? Mẩy Thanh về thật đây. Có thật không? Thật mà. À, thật à? Sao? Ai Hi nhá, mấy tháng Mẩy Thanh mới về đến nhà, chưa nhìn thấy vợ Ai Hi đã giáng cả một cái cú tát, úi cả tay vào đầu thế này thì. Tao cứ cười. Thanh lại đi đây. Không, tao tưởng tao nằm mơ. Mẩy Thanh mày về với tao thật à? Thì để Mẩy Thanh thử bắt Ai Hi một cái xem Ai Hi có cảm thấy đau không? Đau không đau nhưng nó điếng thôi. Thực ra là đứng từ xa quan sát mấy tháng nay, nghe dân làng hàng xóm người ta cũng nói là từ ngày Mẩy Thanh về trên bãi ấy, thì Ai Hi cũng thay tính đổi nếp, rồi bỏ được rượu rồi. Mà bây giờ Ai Hi trồng hai vườn hoa để chuẩn bị bán vào dịp Tết đón xuân. Nên là Mẩy Thanh cũng thấy mủi lòng, với lại hai nữa là dạo này con nó cứ hỏi bố ấy. Con nó hỏi bố thế nào? Nó bảo là tối qua con còn nhìn thấy bố nhé. Ô, bố còn hư hơn con là không phải là con đánh dầm mà con hư. Mà bố còn hư hơn con là bố còn cởi trường bò từ đầu giường nọ sang đầu giường kia gì. Ai Hi chỉ được cái suy nghĩ lung tung thôi. Là chúng nó bảo là mẹ ơi, con thấy nhớ bố. Chả nhẽ mẹ ở trên này mãi thì con không có bố à? Nên Mẩy Thanh nói thật, ngày hôm nay về đây với Ai Hi, Mẩy Thanh chỉ nghĩ vì các con thôi đấy. Thế mày không nghĩ đến tao à? Thế mà chỉ vì các con mày quay lại à? Thì rõ sao hai đứa chúng nó cũng là cái chỗ để mình hàn gắn mà. Thôi tao cũng hứa với mày là từ nay tao sẽ không uống rượu vặt nữa, mà chỉ lúc nào ai mời thì tao uống thôi. Điều kiện gia đình mình không có tiền mua rượu, nó tốn kém lắm, chỉ nhờ anh em là có rượu gọi thì ta đi thế thôi. Nói thật với Ai Hi là ngày hôm nay, một là Ai Hi hứa dứt khoát không bao giờ uống rượu nữa, làm lại từ đầu. Thằng đàn ông mà không biết uống rượu thì người ta khinh cho. Uống biết chữ mực, uống biết cái chữ cái vị trí của người chồng, uống để cho nó đủ tỉnh táo để chăm lo trong gia đình thì mày vẫn phải cho tao uống. Bởi vì đấy là cái quan hệ bằng miệng, quan hệ bằng chén cạch với nhau, là giúp đỡ lẫn nhau. Uống không phải là uống để say bẹt tè lè nhè, hay là uống để nó không chuẩn. Đó là như thế, tao hứa với Mải Thanh là tao sẽ thề bỏ rượu khi không có bạn hiền. Được chưa? Ai Hi phải hứa thêm một câu nữa là trước sự chứng kiến của tất cả bà con dân bản ở đây, phải hứa với vợ là bỏ rượu đi mà làm người. Tao xin hứa với vợ
hứa với lại các ông bà trẻ, các ông cà mê, là các bà cà chủ, các anh các chị, là các chị là ở rau đi trong quả khay chị hảo bà thu ăn chưa. Dạ vâng, xin cảm ơn mọi người. Cũng là rất là vui khi vợ chồng Ahim Mạnh Thanh được sự đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị, quý anh chị về với gia đình trong đại tiệc chúc phúc cho đôi bạn trẻ gắn kết một tình yêu để thành nghĩa vợ tình chồng. Và cũng qua cái thực phẩm vừa rồi là cũng mong muốn cho toàn thể quý vị, quý anh chị cũng như là toàn thể mọi người sẽ luôn luôn tìm thấy được tiếng nói chung và niềm hạnh phúc trong gia đình, và chúc cho toàn thể mọi người luôn vui, ngày hạnh phúc trọng đại của gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Trong mày Thanh xin cảm ơn ạ. Mày nói một bài đi. Cái mày Thanh nó không biết hát nên là nó chỉ biết nói bài hát.